Người mẫu Trung Quốc bị cấm livestream vì lộ hình ảnh nhạy cảm. Hình ảnh riêng tư của Thái Na bị phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. Cô đã bị khóa tài khoản cá nhân, thậm chí có nguy cơ nhận án phạt. Ngày 21 tháng 4, QQ đưa tin nữ người mẫu streamer Thái Na bị cấm cửa trên Internet sau sự cố hình ảnh nhạy cảm. Vài ngày trước, Thái Na thực hiện buổi phát sóng trực tiếp khi du lịch ở Thái Lan. Khi về phòng khách sạn, cô đã không tắt máy quay và đi tắm. Sau đó, hình ảnh trong nhà vệ sinh của Thái Na bị phản chiếu lên màn hình TV và phát toàn bộ lên mạng. Nhiều khán giả đã báo cáo vi phạm của Thái Na. Sau khi kiểm duyệt và phát hiện nội dung nhạy cảm, nền tảng Douyin đã cắt sóng, khóa tài khoản livestream của nữ người mẫu. Vụ việc này gây tranh cãi, nhiều người cho rằng sự bất cẩn này là chiêu trò để gây chú ý. Vì vậy, có không ít bình luận chỉ trích Thái Na trên mạng xã hội. Theo QQ, không chỉ bị khóa tài khoản, Thái Na còn đối mặt với án phạt hình sự. Theo Điều 235 Luật Hình sự Trung Quốc, người có hành vi phát sóng, phát tán hình ảnh, âm thanh, lời nói khiêu dâm công khai trên Internet có thể bị phạt tù tối đa 2 năm, phạt tiền 30.000 nhân dân tệ, 4.300 USD. Thái Na là người mẫu ảnh streamer nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc. QQ cho biết cô có xuất thân giàu có, làm công việc livestream chỉ để có danh tiếng.